Hôm nay chúng ta sẽ đi vào giải cái đề cuối cùng ở cái chương 5 đạo hàm này, đó là đề 3B. Được không? Chúng ta đi vào đề 1. Người ta yêu cầu là đi tính đạo hàm của các hàm số sau. Thì đây là đạo hàm của một tổng một hiệu thì bằng tổng hiệu các cái đạo hàm. Và y phẩy nó chính là bằng đạo hàm của x mũ 2018 thì là 2018 nhân với x mũ 2017 trừ cho đạo hàm của x mũ 2017 thì là 2017 nhân cho x mũ 2016. Được không nè? Còn 2016 là hằng số nên đạo hàm của nó bằng 0. Vậy tới đây chúng ta suy ra được đạo hàm của hàm số tại x bằng 1 chính là bằng, thay x bằng 1 vào thì 1 mũ mấy cũng bằng bằng 1. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có ngay là 2018 trừ 2017 thì nó bằng bằng 1. Đáp án ở đây là đáp án D. Được không nè? Chúng ta đi vào câu B. Các em có thể dùng máy tính kiểm tra lại nha. Chúng ta sử dụng các cái nút mà bữa chị giới thiệu rồi đó. Được không? Đó là mấy đứa kiểm tra lại. Nhìn vào ở câu B, hàm của chúng ta đang được nhắc tới nó có cái dạng đặc biệt, đó là AX cộng B chia CX cộng cộng D. Thì hôm trước chị nói bày cho cái công thức rồi, nói cho cái công thức nhanh của anh này rồi. Trước tiên là mẫu bình phương. Được không? Trước tiên là mẫu bình phương. Trên tử đó chính là AD trừ BC, là chiếu xuống trừ cho nhân chiếu, chiếu lên. Đó, nhưng mà muốn áp dụng được cái công thức này thì chúng ta phải đưa cái hàm số của chúng ta, hàm bậc nhất chia bậc nhất về dưới dạng đó là AX cộng B chia CX cộng D. Còn nếu như chưa phải đúng là dạng thì chúng ta phải đổi vị trí lại cho đúng đúng dạng. Ở đây chị đổi vị trí một xíu nha. Vậy là trên tử là trừ 2X cộng 1 đổi lại, chia cho dưới mẫu, chia cho mẫu là X cộng 3. Được không? Vậy là tới đây chúng ta áp dụng công thức y phẩy nó chính là bằng mẫu bình phương cái đã, x cộng 3 mũ 2 chiếu xuống trừ nhân cho chiếu lên. Vậy chiếu xuống là trừ 6, được không? Chiếu lên là 1, vậy là trừ 6 trừ cho 1 là trừ 7. Đây chính là đáp án của đạo hàm. Người ta yêu cầu là đi tính đạo hàm tại x bằng trừ 2. Vậy tới đây suy ra y phẩy tại trừ 2, y phẩy tại x bằng trừ 2 chính là bằng thay x bằng trừ 2 và kết quả chúng ta mới vừa đạo hàm được. Vậy là trên tử là trừ 7, dưới mẫu trừ 2 cộng 3 là 1, 1 mũ 2 cũng là 1 và đáp án là trừ 7. Đáp án ở đây là đáp án câu A. Đáp án câu A. Chúng ta đi vào câu C. Câu C ở đây chúng ta nhìn vào hàm số đang được nhắc tới đó là hàm y bằng x bình nhân sin x. X bình nhân sin x. Vậy thì đạo hàm này thì chúng ta nghĩ ngay tới đó là sử dụng u nhân v đạo hàm của một tích, được không? Vậy là bằng u phẩy nhân v cộng cho u nhân v phẩy. Vậy chúng ta áp dụng, chúng ta có ngay y phẩy chính là bằng u phẩy chính là x bình đạo hàm là 2x. X bình đạo hàm nhân cho 2, x bình đạo hàm chính là 2x, được không? Nhân cho v là nhân cho sin x, cộng cho u là x bình, nhân cho v đạo hàm của sin x là cos x. Đây là đạo hàm cấp 1. Được không nè? Vậy tới đây chúng ta suy ra y phẩy tại x bằng bi chia 2. Y phẩy tại bi chia 2. Bi chia 2 chính là bằng thay x bằng bi chia 2 vào. Thay x bằng bi chia 2 vào thì sin của bi chia 2, sin của bi chia 2 thì nó là 1. Được không? Sin của bi chia 2 nó là 1. Vậy có ngay là 2 nhân bi chia 2 nhân 1. Còn cos của bi chia 2 thì nó bằng 0 mất tiêu rồi, mà 0 nhân cái gì cũng bằng 0. Vậy đáp án ở đây của chúng ta đó chính là 2 đơn giản với 2 trên tử dưới mẫu luôn thì nó còn lại là bi. Vậy đáp án là đáp án C. Được chưa? Nếu được thì mấy đứa lấy máy tính ra bấm. Ở đây chị bấm cho mấy đứa thấy luôn. Và nhớ khi mà đạo hàm á, nhắc lại một lần nữa luôn cho nhớ, đó là liên quan tới đạo hàm thì các góc của chúng ta đều có số đo là radian. Đó nha. Đưa các góc của chúng ta về dưới dạng đơn vị đó là radian. Ở đây chị nhập cho một con câu nha, thử lại bằng máy tính nha. Nhập hàm vào đó là x bình nhân sin x. X bình nhân sin x. Nhân sin x. Người ta yêu cầu đi tính đạo hàm tại x bằng b chia 2. Vậy là x ngọc x ô vuông thì chúng ta nhập là b chia 2. B chia 2.
bấm bằng. Thì đáp án ở đây ra là 3,1415 vân vân, thì đây chính là bi được không? Vậy đáp án ở đây là câu C là đúng rồi, câu C là đúng rồi đó. Mấy đứa thử máy tính lại nha, cách bấm thì chị đã bày trước đó rồi, thầy cũng bày rồi. Chúng ta qua câu D. Câu D thì chúng ta nhìn về chúng ta nghĩ ngay tới đạo hàm của hàm hợp, dùng đạo hàm của căn bậc 2 của U thì nó chính là bằng U phẩy chia 2 căn U, được không nè? Vậy tới đây chúng ta có ngay Y phẩy chính là bằng, lúc này U nó đóng vai trò là tan của X bình cộng 1, được không? U đóng vai trò là tan của X bình cộng 1. Vậy khi đó U phẩy thì nó chính là một phần, U phẩy nó chính là bằng một phần cos bình U. Cos bình U chính là cos bình X bình cộng 1, được không? Nhưng mà U phẩy này nó đạo hàm này á, nó lại là đạo hàm của hàm hợp nữa, đó là dùng công thức tan U đạo hàm, được không? Vậy là tan U đạo hàm, U đâu lúc này nó lại đóng vai trò là X bình cộng 1, được không nè? Khi các cái bước đạo hàm khác nhau thì U đóng vai trò khác nhau đó. Chúng ta sử dụng hai lần đạo hàm của hàm hợp rồi. Công thức thứ nhất là đạo hàm căn bậc 2 của U, được không? Công thức thứ hai mà chúng ta dùng tới đó là tan U đạo hàm. Thì tan U đạo hàm chính là một phần, chính là một phần cos bình U, một phần cos bình U nhân với lại U phẩy đó. Vậy là tan của X bình cộng 1 mà lấy đạo hàm thì nó sẽ là một phần cos bình nhân cos bình của X bình cộng 1 nhân với lại U phẩy chính là nhân với lại 2 2x nhân với lại 2x. Vậy đây chính là kết quả của U phẩy, được không nè? Vậy U phẩy chính là trên tử là U phẩy chính là 2x. Cái mẫu trên tử thì chị đưa dưới mẫu luôn, nhân xuống dưới mẫu luôn là cos bình X bình cộng 1, được không? Nhân cho 2 căn U chính là nhân cho 2 căn bậc 2 của tan X bình cộng 1, được không ạ? À? 2 trên tử đơn giản với 2 dưới mẫu, vậy chúng ta còn lại trên tử là X, dưới mẫu còn lại là cos bình X bình cộng 1 nhân cho căn bậc 2 của tan X bình cộng 1. Rồi tới đây chúng ta suy ra Y phẩy tại 0 chính là bằng, thấy X bằng 0. Thấy X bằng 0. Thì tử nó là 0. Được không nè? Còn mẫu của chúng ta nó là một hằng số. Mẫu của chúng ta nó là một hằng số. Mẫu của chúng ta nó là một hằng số. Vậy không chia một hằng số là bằng không. Vậy đáp án ở đây là đáp án B, được không nè? Nếu được đó, thì chúng ta lấy máy tính ra chúng ta bấm cho chắc, thử lại cho chắc. Vậy là nhập hàm vào là căn bậc 2 của tan X bình cộng 1, X bình cộng 1 đóng ngoặc lại tại X bằng 0, 0 bằng, đáp án ra bằng 0. Được chưa? Khi mà chúng ta thay X bằng 0 và dưới mẫu thì mẫu nó là một hằng số rồi, mà không chia một hằng số là luôn luôn bằng 0. Được chưa? Chúng ta đi qua bài tiếp theo, đó là bài 2. Bài 2 người ta cho hàm số có đồ thị là đường cong C. Người ta yêu cầu cô A đi tìm hệ số K của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng -2. Vậy hoành độ tiếp điểm là -2, được không? Và chúng ta có hệ số góc ta K được tính bằng công thức đó là y phẩy tại hoành độ tiếp điểm, y phẩy tại -2. Được chưa? Vậy trước tiên chị phải đi tính đạo hàm cái đã, lấy y đạo hàm cái đã, coi thử lẽ gì, xong chúng ta thay x bằng -2 vào thì khi đó kết quả chính là hệ số góc của tiếp tuyến, được không nè? Vậy là chúng ta đi tính y phẩy trước. Y phẩy nó chính là bằng 1 phần 3 là hằng số viết lại, thì đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình nhân 1 phần 3 chỉ là còn lại là x bình thôi, được không? Trừ 1 phần 2 viết lại, x bình mà đạo hàm là 2x, 2x này nhân với trừ 1 phần 2 nữa lại còn lại là trừ x, cộng 1 là hằng số đạo hàm bằng 0 mất tiêu rồi. Vậy tới đây chúng ta có ngay K chính là bằng
y phẩy tại trừ 2 thấy x bằng trừ 2 vào thì chúng ta có ngay đó là 4 cộng 2 bằng 6. Vậy hệ số gốc trong trường hợp này chính là k bằng bằng 6, đáp án là đáp án C. Được không? 4 trừ cho trừ 2 là 4 cộng 2, 4 cộng 2 là bằng 6, hệ số gốc là bằng 6. Chúng ta đi qua câu B. Câu B, người ta yêu cầu là tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị C, biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng. Vậy tiếp tuyến mà song song với đường thẳng D thì khi đó tiếp tuyến nó sẽ có dạng, đó là chị gọi delta đi nha. Gọi delta là tiếp tuyến cần tìm, tiếp tuyến cần tìm, tiếp tuyến của đồ thị C, của C cần tìm trong trường hợp này. Cần tìm. Được không? Vậy thì delta song song với đường thẳng D, delta song song với đường thẳng D thì khi đó chúng ta suy ra được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là hệ số gốc của đường thẳng D cũng chính là hệ số gốc của đường thẳng delta. Được không? Hệ số gốc của D là 6 cũng chính là hệ số gốc của đường thẳng delta. Vậy k của delta là bằng 6. K delta là bằng 6. Được không nè? Và ý thứ hai nữa là khi đó là cái thằng D này nè, cái thằng delta này nè, nó có dạng đó là y bằng 6x cộng b. Được không? Thì b này nó phải khác cái hằng số tự do của phương trình trong đường thẳng, phương trình đường thẳng D. Vậy là b nó phải khác cái gì? 2017. Được không nè? Đấy, nhớ nha. Tiếp tuyến của đường cong C mà nó đi song song với một đường thẳng thì chúng ta suy ra được hai ý. Ý thứ nhất đó là hệ số gốc của D cũng chính là hệ số gốc của đường thẳng delta. Được không? Vậy là chúng ta cho ra được đó là k delta nó bằng 6. Đó. Yếu tố thứ hai là bởi vì theo như tính chất song song, song song nên hệ số B, hệ số tự do B của trong cái phương trình đường thẳng delta bắt buộc nó phải khác cái 2017 đi. Được chưa? Nó phải khác cái hằng số tự do ở trong cái phương trình đường thẳng D đi. Đấy. Vậy chứ bây giờ chúng ta khai thác cái giữa điều kiện đầu tiên trước, đó là hệ số gốc của đường thẳng delta thì nó bằng 6. Hệ số gốc được tính bằng công thức đó là y phẩy tại x0 cho nó bằng 6. Vậy ở đây tương đương được cái điều gì? Chúng ta có y phẩy rồi. Vậy y phẩy tại x0 chính là, y phẩy tại x0 chính là x0 bình trừ x0. X0 bình trừ x0 bằng 6. Vậy chúng ta giải ra chúng ta tìm được x0. Vậy tương đương x0 bình trừ x0 trừ 6 là bằng 0, là tương đương giải ra x0 chính là bằng, x0 chính là bằng. Rồi lấy máy tính bấm giải phương trình bậc 2. Một bằng trừ một bằng trừ sáu bằng bằng. Vậy ra một nghiệm là ba, một nghiệm là trừ hai, ba trừ hai. Vậy tới đây chúng ta bởi vì đây là hoành độ của tiếp điểm, mà tiếp điểm thì nó cũng thuộc đường cong C. Được không? Chúng ta muốn viết được phương trình tiếp tuyến của một đường cong tại tiếp điểm M có tọa độ là x0, y0. Được không? Thì chúng chỉ nhắc lại cái phương trình tiếp tuyến một xíu nè. Tiếp tuyến của đường cong C tại tiếp điểm M có tọa độ là x0, y0 thì khi đó phương trình của tiếp tuyến có dạng là y bằng y phẩy x0 nhân cho x trừ x0 cộng y0. Trong đó x0, y0 là tọa độ của tiếp điểm. Được không? Y phẩy tại x0 là đạo hàm của hàm số y, của hàm số y tại hoành độ tiếp điểm. Được chưa? Vậy muốn viết được phương trình của tiếp tuyến thì chúng ta phải đi tính được y phẩy tại x0 và tìm ra được tọa độ của tiếp điểm. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta mới suy ra được x0 mà, chúng ta mới suy ra được hoành độ tiếp điểm mà. Vậy bởi vì tiếp điểm thì nó vừa thuộc tiếp tuyến, nó vừa thuộc đường cong C. Được không? Nên chúng ta thay các cái x0 này vào lại vào cái thằng đường cong C thì chúng ta sẽ suy ra được y0. Được không nè? Vậy tương ứng x0 nó là 3 thì suy ra y0 nó chính là bằng x0 là 3. X0 là 3. Suy ra y0 chính là 27 chia 3 là 9. X0 là 3. À là trừ 9/2 cộng 1, mẫu chung là 2.
Anh này là 18, 18 mà 9 là còn 9 với 1 là 10, 10 chia 2 là bằng 5. Vậy tung độ của nó là 5. Tung độ của nó là 5. Tương ứng với hành độ tiếp điểm là 3 thì tung độ tiếp điểm là 5. Trong trường hợp này, được không? Tiếp theo là ứng với x0 hành độ tiếp điểm là -2 thì chúng ta thay vào -2. -2 thì là -8 phần 3, -8 phần 3, -2 bình lên là 4, 4 chia 2 là 2, -2 cộng 1 mẫu chung là 3. Mẫu chung là 3, -8 viết lại nhân chéo lên là -6 cộng 1 chính là bằng -14, -14 cộng 1 là -13 phần 3. -13 phần 3. Và trong trường hợp này thì y0 là -13 phần 3. Thì chúng ta có hai tiếp điểm. Tiếp điểm đầu tiên M có tọa độ là 3, 5. Tiếp điểm thứ hai M có tọa độ là -2, -13 phần 3. Được không? Vậy tương ứng với từng tiếp điểm thì chúng ta có các phương trình tiếp tuyến như sau. Phương trình tiếp tuyến của đường cong C tại điểm M có tọa độ là 3, 5 chính là y bằng hệ số góc lúc này là 6, 6 nhân x trừ 3 cộng 5. Vậy là phương trình tiếp tuyến là 6x trừ 18 mà cộng cho 5 là trừ 13. Được không nào? Đây là phương trình tiếp tuyến thứ nhất. Phương trình tiếp tuyến của đường cong C tại tiếp điểm M trong trường hợp thứ hai đó là -2 -13 phần 3 chính là y bằng 6x trừ cho -2 là cộng 2 trừ cho 13 phần 3 chính là bằng 6x. Anh kia là 12 trừ 13 phần 3. Mẫu chung là 3. Nhân chéo lên là 36, 36 mà trừ 13. Vậy là 20, 23. Được không? Vậy là 23 phần 3. Vậy là 6x cộng cho 23 phần 3. Phương trình tiếp tuyến thứ hai là 6x cộng 23 phần 3. Vậy đây đáp án đó chính là anh thứ nhất đó là y bằng 6x trừ 13. Y bằng 6x trừ 13. Ở đây không có cái đáp án loại đó đúng không? Loại thứ hai là y bằng 6x 12. Tôi chỉ bấm máy tính thử lại thôi nha. 62 12. 12 mà trừ đi cho 13 phần 13. Trừ đi cho 13 phần 3 chính là bằng 23 phần 3. 23 phần 3. Vậy là 6x cộng 23 phần 3. Ở trên đây không có đáp án à. Kiểm tra lại coi. Gọi delta là tiếp tuyến của đường cong C cần tìm delta song song với D. Thì hệ số góc của đường thẳng D cũng chính là hệ số góc của đường thẳng delta. Suy ra k của delta là bằng 6. Và delta nó sẽ có dạng là y bằng 6x cộng b. Thì khi đó b nó phải khác 2017. Hệ số góc k chính là bằng y phẩy tại x0 bằng 6. Vậy là y phẩy chúng ta đến tính được đó là x bình trừ x, x bình trừ x thay x0 vào thì là x0 bình trừ x0 bằng 6 là hệ số góc người ta cho. Thì chuyển với là -6, bấm ra hai nghiệm là 3 với -2. 3 với -2 chị khôn ra chắc nha. Khôn lại cho chắc cho rồi. Nó là 1 phần 3. 1 phần 3 x mũ 3, x mũ 3 trừ cho 2 nhân cho x bình, 2x bình trừ 2x bình trừ 2x bình cộng mấy nha? Trừ 2x bình cộng 1, trừ 1 phần 2, x bình cộng 1, trừ 1 phần 2, chỗ này là 1 phần 2. Trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 x bình cộng 1. Rồi chị Khôn. Chị Khôn cho x bằng hồi nãy nghiệm của mình là 3 với trừ 2. Để Khôn cho 3 bằng 11 phần 2.
Nãy chắc là chị nhẩm mà cộng bị thiếu rồi. Đó là cái đề nó ra khác rồi ha. 1 phần 3 x mũ 3, 1 phần 3 x mũ 3 trừ đi 1 phần 2 x bình cộng 1. Khôn cho cái nghiệm đầu tiên là khôn cho x bằng 3, thì nó ra là y không phải là bằng 11 phần 2 mới đúng. 11 phần 2, nhẩm này bị sai chỗ này. 11 phần 2, khôn cho x bằng trừ 2, con thử coi. Khôn cho x bằng trừ 2 chính là bằng trừ 11 phần 3. Vậy chúng ta có hai cái tiếp điểm có tọa độ là 3, 11 phần 2 với lại trừ 11 phần 3, trừ 11 phần 3. Vậy là lần lượt chúng ta sẽ có hai phương trình tiếp tuyến có dạng đó là y bằng 6x trừ 3 cộng cho 11 phần 2, cộng cho 11 phần 2. Vậy chính là 6x trừ cho 18, trừ 18 mà cộng cho 11 phần 2. Nhẩm bị nhầm rồi. 6x trừ 18 là trừ 18 mà cộng cho 11 phần 2, mẫu chung là 2. Nhân chiếu lên. Trừ 36 cộng 11. Vậy nó ra đó chính là 5 trừ cho 25 phần 2. Rồi trừ 25 phần 2. Cái này là 6x trừ 25 phần 2. Rồi phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là tại tiếp điểm có tọa độ là trừ 2 trừ 13 trừ 11 phần 3. Trừ 11 phần 3. Trừ 2 trừ 11 phần 3. Vậy chỗ này là 6 nhân cho x cộng 2 trừ 11 phần 3. Trừ 11 phần 3. Vậy chúng ta có ngay là 12. Ta có ngay là 12 trừ 11 phần 3, mẫu chung là 3. Vậy nhân chiếu lên là 326313 trừ 11. Vậy ra là cộng 25 phần 3, cộng 25 phần 3. Vậy là bằng 6x cộng 25 phần 3. Vậy có ngay rè vào đáp án, có thể là chọn đáp án câu nào. Ở đây chúng ta nhận thấy là cả hai cái phương trình này đều có hệ số B, hệ số tự do nó khác 2016 rồi. Vậy chúng ta phải nhận hết hai phương trình tiếp tuyến này nha. Là phương trình đầu là y bằng 6 trừ cho 25 phần 2. Y bằng 6x trừ cho 25 phần 2, đáp án là câu A. Được không? Được không nè? Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta có thể loại ngay đáp án D liền. Được chưa? Bởi vì D nó song song với delta mà, thì hệ số gốc của D nó cũng chính là hệ số gốc của delta, nó phải là bằng 6 mới đúng. Được không? 6x. Còn đáp án B 6x mà đối với 25 phần 3 thì phải là cộng 25 phần 3 mới đúng. Ở đây là trừ 25 phần 3 và đáp án B sai rồi. 6x trừ 25 phần 2 đúng không? Được chưa? Vậy đáp án ở đây là đáp án A. Đấy. Chúng ta đi vào bài 3. Bài 3 người ta cho hàm số như thế, người ta hỏi là tìm m để y phẩy nó lớn hơn không với mọi giá trị của x, đúng không? Vậy ở đây trước tiên chúng ta phải đi tìm y phẩy đã. Vậy y phẩy nó chính là bằng đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình trừ 3 hằng số, viết lại đạo hàm của x bình chính là 2x, vậy là nhân với 3, nhân với trừ 3 nó là trừ 6x. Được không? M là hằng số, viết lại đạo hàm của x chính là 1, vậy là cộng m. Vậy chúng ta ra y phẩy chính là 3x bình trừ 6x cộng m. Người ta yêu cầu là đi tìm m để anh này là lớn hơn không với mọi x. Vậy thì chúng ta nhớ lại ở đây hệ số đi với x bình nó khác không rồi, a nó khác không rồi, chúng ta được quyền áp dụng công thức tìm m để cho x1 dấu, được không? Chúng ta nhớ lại. Vậy thì ở đây chúng ta liên quan sẽ tới hai điều kiện để y phải lớn hẳn hơn không với mọi x khi và chỉ khi chúng ta áp dụng công thức liên quan tới hai điều kiện của delta và của a, hệ số a. Rõ ràng ở đây ba. Nhớ là chúng ta đang đi tính delta và hệ số A ở đây được nhắc tới là của y phẩy nha. Được không? Vậy là hệ số A của đối với y phẩy, nhìn lên đối với y phẩy á, thì hệ số A đi với x bình ở đây là 3. 3 luôn luôn cùng 3, A nó luôn cùng dấu với y phẩy. Được không? Bởi vì y phẩy nó lớn không mà. Ở bài này là bài toán một dấu nè. Được chưa? Vậy thì 3 nó lớn không là một điều luôn đúng rồi.
Ở việc của chúng ta chỉ cần đi giải điều kiện của delta nữa là xong, được không? Và chúng ta quan sát thì ở đây hệ số b đi với x nó chia hết cho 2 nên chúng ta xét delta phẩy. Delta phẩy luôn mang dấu bé, được không? Trong trường hợp mà y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x, có nghĩa là có thêm dấu bằng thì dấu bằng đó nó ảnh hưởng tới dấu bằng của delta thôi. Bây giờ vậy tới đây chị giải ra, delta phẩy thì chính là b phẩy bình trừ a nhân c, b phẩy chính là trừ 3 mà bình lên là 9, trừ a nhân c là trừ 3m, yêu cầu là bé hơn 0, tương đương mình giải ra là m lớn hơn 3. Và đáp án ở đây là m lớn hơn 3, kết luận m lớn hơn 3 chính là đáp án của C, đáp án C. Được không nào? Chúng ta qua bài 4. Bài 4 là một vật chuyển động, người ta cho trước phương trình chuyển động của vật rồi. Được không? Người ta yêu cầu để tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t nó bằng 20 giây. Thì mình có hôm trước là mình học là ý nghĩa của đạo hàm rồi. Thì nó cũng có ý nghĩa nó trong vật lý, đó là đi tính vận tốc tức thời. Được không? Thì V hàm vận tốc theo biến t nó chính là đạo hàm của hàm s theo biến t. Được chưa? Và ở đây người ta cho cái hàm s của chúng ta có dạng là t bình trừ 25t trừ 1, đạo hàm theo biến t thì chúng ta có ngay đó là 2t trừ 25. Được không? Và ở đây người ta yêu cầu là đi tính vận tốc tức thời khi t nó bằng 20 giây. Vậy là V tại t bằng 20 chính là bằng, thay t bằng 20 vào là 2 nhân 20 trừ 25 chính là bằng 40 trừ 25. Vậy nó là bằng 15 mét trên giây. Vậy đáp án ở đây là đáp án câu A, đáp án A. Được không nè? Vậy chúng ta kết thúc các cái đề ở chương 5 đạo hàm ở đây. Được không? Các em coi kỹ lại về các cái dạng bài khó, đó là liên quan tới chứng minh đẳng thức hoặc là tính toán các cái tổng liên quan tới khai triển nhiệt thức Newton về tổ hợp. Đấy, thì chúng ta coi lại cái khó là nó nằm ở đó thôi. Được chưa? Và coi lại về các cái phương trình tiếp tuyến, các dạng toán về phương trình tiếp tuyến của đường cong C đó, ứng dụng của đạo hàm. Đấy. Rồi chúng ta kết thúc ở đây nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 6 đề ở chương 5 đạo hàm.